anh em nha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em cách độ bạc đạn của cái quạt hơi nước. Cái quạt hơi nước nó chạy bạc một thời gian nó sẽ rất là mau bị hư cái bạc đạn nha. Hư cái bạc chứ không phải bạc. Thì bây giờ mình độ lên bạc đạn nó sẽ không bao giờ hư nữa nha. Rồi thì mình chia sẻ cho anh em. Để tháo thì anh em tháo hết cái giàn ốc rồi nè. Anh em tháo hết cái giàn ốc còn sau đây này. Đó. Sau đó các anh em nhất đích là nhất cái này nhất cái này trước này. Xong anh em bẫy này lên này. Đó. Rất được rồi. Thì nó bị cứng cốt rồi. Đó, cứng nhắc. Đó, nó cứng như thế này nó sẽ không chạy được đâu. Anh thấy không? Nó cứng nhắc. Là do bạc nó hư rồi đó. Thì mình sẽ tiến hành mình đổ nó lên mặt đạn. Thì anh em tháo cái khóc nè, đây có con ốc nè, đây có con ốc nè, đây có con ốc nè, thì đây có con ốc nè, thì anh em tháo để anh em lấy được cái này ra trước. Đó, thì bây giờ mình làm phần 1 nha, cái phần đồ bạc đạn thì mình sẽ tháo cho anh em coi. Tiếp theo là anh em tháo nguyên cái dĩ gì ra nè. Đó. Anh em quay lại để anh em nhớ bút lắp. Đây cái motor nó nè. Thì chỗ này á, một á có nhiều cách lắm. Một là anh em cắt dây ra, anh em cắt cái chỗ này nè, anh em cắt anh em để lại màu, sau này mốt nối ngay chỗ này luôn. Sau này mình có bảo trì hay cái sửa chữa gì á, mình nối ngay đây nó không có nước nha, nối chỗ này cũng được nữa. Thì anh em cắt ra, tí nữa mình cắt ra luôn. Đúng. Rồi hai dây này, hai dây tông luôn. Anh em nếu mà mấy anh em chụp hình lại cũng được. Đó. Sau anh em cắt anh em nối, anh em mút anh em mút mình nối ngay chỗ này luôn. Không có sao đâu. Rồi, thôi. Thì nó sẽ có nguyên một cái dĩ bắt cái motor chỗ này nè. Đó. Anh em tháo nguyên cái dĩ ra luôn. Đó là cái dĩ này nè. Rồi, thôi chào mọi người. Nó có cái bộ mà để mà khử ion á, khử ion nè, giống như là bộ này làm cho cái không khí nó sạch lên á. Đó thì đó anh em tháo ra như thế nào anh em chụp hình rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình anh em nào không chuyên á thì anh em cắt anh em để lại một cái đầu dây như thế này nè. Đó. Cái này thật ra là mình không, nếu mà mình là mình không cắt cái này đâu nha, mình cắt sát luôn nha. Mà thôi mình đây mình làm mẫu cho anh em coi. Thì còn mấy cái dây này anh em á, một là anh em cắt ngang luôn cũng được nha, tại vì mình cắt cái này là mình nhớ màu rồi. Thì anh em để vô, anh em cắt cao cao lên tiếng này nè, để có gì mình nối nó trên đây nó không có bị chạm nước nha. Đó, bây giờ mình đã cắt xong rồi đó. Đi. Nó cứng nhắc. Thì để tháo được cái cánh quạt lồng sóc này á thì anh em kiếm một cái lục giác này dùng đất ba hay sao á, thì tùy vô mỗi một đời quạt nha, lúc nào nó cũng có một con này nha. Mình không biết như thế nào, mình bỏ hết ra luôn đi. À, mình nói mình quên. Mặt trước này nó sẽ có một con ốc để khóa cho cái lồng sắt này nó không bị ướt nha. Anh em nhớ tháo này ra trước rồi, tháo này ra trước nè. Thì mình mới thấy được cái con lục giác bên trong này. Thì bây giờ một là anh em kiếm cái cạo hay để luôn. Đây. Hay là anh em mình chỉ cho anh em cách này rất là hay nè. Anh em bắt người tán này vô nè. Anh em kiếm cái gì bằng nhựa.
nó xuống không? Rồi đóng xuống 2 3 cái rồi. Thấy không? Rồi. Thì mình thấy motor nó khá là bự nhỉ. Được bằng ngón tay mình. Nó cứng ngắc luôn. Thì anh em tí chút xíu mà nghe. Mình leo vào ra mình cho anh em coi nha. Rồi. Rồi phần tiếp theo là anh em mở bốn con ốc này ra nè. Bốn ốc phải ra nha, mình mở trước rồi cho nha. Đó. Sau đó anh em kiếm một cái miếng sắt trước khi anh em mở anh em đánh dấu trước nha. Đây mình đánh dấu trước rồi nè, nãy mình đó đây mình đánh dấu nè, để đánh dấu nè, sau này em kiếm nè anh em. Em nhớ nha, bắt ốp này nha, bắt được ốp này để gì anh em đóng xuống, anh em đóng vô khúc, đóng vô miếng khúc cây á, đó anh em thấy không, để nó ra nè, đó anh em thấy không, nó ra luôn rồi đó. Rồi mình chào anh em nha. Thì mình có làm một clip là mình đổ cái quạt hơi nước mà lên mặt đạn á, thì mình lấy được, mình kiếm được hai cái này là hai cái chụp của cái bạc bạc thau nè, nhưng mà nó bỏ vô bạc đạn không có được, là do nó bị lồi lên nè, anh thấy không, nó bị lồi lên tí nè. Thì cái này mình đã ép, mình đã ép nó xuống nè, ép bằng luôn, thấy không. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em, mình dùng cái máy thủy lực mình tự chế nha, để mình ép cái này nè, anh em thấy không, nó cao hơn một tí nè, nó cao hơn khoảng chừng 3 ly. Thì bây giờ mình sẽ ép, thì mình dùng cái bật đạn 6203 mình lấy cái dòng trong nè, đó, lấy cái dòng trong để mình cấn nó vô đây, xong mình ép cho cái bật đạn này nó đi sâu vô nữa. Giống như là mình làm cái sơ mi á.
chia hết trong này hết chưa? Giờ mình đã ép được hai cái bằng nhau rồi nè. Cái này cũng được nè. Mình lấy một cái đoạn đang hư á, đoạn mới nè. Đó. Và sau cái này mình sẽ bắt cái chân kia. Rồi, mọi người nhớ đôi coi phần tiếp theo nha. Đó, ép được hai cái dòng này để mình làm cái semi bọc đạn. Rồi. Thì mấy cái ngà này nè mà nó bị gãy hết rồi đó, thì mình chia sẻ cho anh em bẻ luôn nha. Hồi xưa nó có mấy cái ngà bố cái này nè, rồi lúc trước đó mình có đục cái này ra, thì mình không làm cái phần này nữa. Cái bài đàn mình đã ép như thế này rồi, thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em nè. Anh em để vô, xong anh em kiếm mấy con ốc mà anh em bắt nhung như thế này nè. Mình đảm bảo cho anh em bao chắc luôn. Đó, sau này muốn thay bật đạn cũng dễ nữa. Cái lỗ này mà tùy anh em, nếu anh em muốn làm 6 ly thì 6 ly, anh em có ốc 6 ly thì 6 ly, còn có ốc 5 ly cũng được nha. Bắt 4 còn cứng lắm nha anh em. Đó, thì mình làm mình có ốc 4 ly, 6 ly thì mình làm ốc 6 ly, còn có thì mình lấy ốc 5 ly cũng được nha anh em. 5 ly là không có buông nổi đâu, tại nhà mình có ốc 6 ly thì mình làm ốc 6 ly thôi. Mình có nhà mình có kiểu gì thì mình làm cái đó. Bây giờ mình bắt được con tán nữa là bao chắc luôn. Mình bỏ thêm con ong đền để cho nó kẹp cho nó chắc á. Bắt cái này là mình đã bảo nó xài có 10 năm cũng không hư nữa. Chế như thế này là đỉnh luôn rồi đó. Sau này thích thì mình ví dụ là đặt mặt khác, sau này mà chế kiểu này dễ gì hơn được nữa. Mình bỏ thấy không, mặt đạn qua mặt đạn nó trơn lắm đó. Cho cửa đầu mình lóc này. Anh em nào có điều kiện thì mua con tán keo á, ốc tán keo á, nó không có tuột ra, nhưng mà không tuột đâu nổi anh em ơi. Quạt cái đâu có chạy lực bao nhiêu đâu. Ốc tán keo gì tốn kém. Thích thì anh em lóc hai con, anh em cứ góc dài này lóc hai con ở đây cũng được. Ừ, cái này là bao chắc luôn. Này lấy gì nó buông nổi nữa.
thấy không? Mình gõ để cho nó vô đều á. Khá là trơn nha. Để mình lấy dấu à. Bỏ vô. Anh em lấy dấu nhiều nhiều vô. Anh em thấy không? Mình lấy dấu nó khá là nhiều. Lắp vô.
hoàn thành quá trình độ quạt hơi nước lên quạt bạn.